Tấm ốp lam sóng nội thất là vật liệu nhựa giả gỗ được ứng dụng trong trang trí nhà cửa, với thành phần chính được cấu tạo từ lớp cốt SBC. Lớp này có thành phần từ bột nhựa nguyên sinh, bột đá và các chất phụ gia. Bề mặt được dán lớp giấy phim tạo vân giả gỗ nhìn tự nhiên như gỗ thật. Vì vậy, đây được coi là giải pháp hiệu quả để thay thế cho các vật liệu gỗ tự nhiên vốn rất đắt đỏ, lại có nhiều nhược điểm như dễ bị cong vênh, muối mọt và ẩm mốc. Tấm ốp lam sóng với cấu tạo bởi 4 lớp với công dụng và thành phần khác nhau. Lớp đầu tiên là lớp đế nhựa. Đây chính là lớp cốt SPC được cấu tạo từ bột nhựa và bột đá nên là có độ bền cao. Lớp thứ hai là lớp keo có tác dụng gắn kết lớp đế nhựa và lớp họa tiết ở phía trên. Lớp 3 chính là lớp họa tiết trang trí được in với những hoa văn và họa tiết rất là tinh xảo, phù hợp với mọi công trình thiết kế nội thất. Lớp cuối cùng là lớp bảo vệ bề mặt tấm ốp khỏi chảy xước hay là mài mòn khi va chạm. Tấm ốp lam sóng Hobigood đa dạng về kích thước từ lam 3 sóng thấp, 3 sóng cao cho đến 4 sóng thấp, 4 sóng cao, phong phú về màu sắc từ màu giả gỗ đến màu vải dệt và màu xi măng, phù hợp với mọi công trình thiết kế nội thất. Tấm ốp lam sóng nội thất Hobigood có kích thước như sau. Đối với tấm ốp lam 3 sóng thì gồm có hai loại, là loại 3 sóng thấp với chiều dài của sóng là 15mm và 3 sóng cao chiều dài của sóng là 20mm. Cả hai loại này đều có chiều dài thanh là 3m và chiều rộng là 198mm. Tấm ốp lam 4 sóng thấp với chiều dài thanh là 3m, chiều rộng là 183mm và độ dài của sóng là 12mm. Tấm ốp lam 4 sóng cao, chiều dài của thanh cũng là 3m, nhưng chiều rộng thì ngắn hơn một chút là 172mm và độ dài của sóng là 25mm. Tấm ốp lam sóng là một loại vật liệu trang trí nội thất ngày càng được ưa chuộng và phổ biến sử dụng trong các công trình như là nhà hàng, nhà ở, chung cư, quán ăn, quán karaoke hay thẩm mỹ viện. Nó được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, bao gồm ốp tường, ốp trần, ốp vách tivi, vách ngăn phòng hay làm lam ly chân tường, tạo vẻ đẹp sang trọng và ấm cúng cho không gian. Ngoài ra, nó còn có thể kết hợp với một số loại vật liệu khác cũng giúp tạo điểm nhấn nhá và thu hút cho không gian sống. Các anh chị lưu ý, vật liệu này chỉ được sử dụng trong các không gian nội thất. Nếu sử dụng ngoài trời sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng của công trình. Tấm ốp lam sóng là giải pháp tối ưu để che đi các khuyết điểm tường, trần ẩm mốc, ố vàng, bong chóc sơn. Vì vậy mà sản phẩm ngày càng được ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội như chống nước, chống muối mọt, lại an toàn với sức khỏe con người do được làm từ nhựa nguyên sinh cao cấp. Mẫu mã đa dạng, đảm bảo tính thẩm mỹ, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng. Có độ bền cao, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, đặc biệt là bề mặt nhẵn nên dễ dàng vệ sinh và lau chùi. Tấm ốp lam sóng nội thất được làm từ nhựa nguyên sinh nên có khối lượng nhẹ, giúp cho việc vận chuyển và thi công trở nên dễ dàng, từ đó giúp tiết kiệm công sức và thời gian hơn. Tuy nhiên, bề mặt lại không có khả năng chống chảy sức cao nên các anh chị lưu ý quá trình vận chuyển lẫn thi công, tránh làm rơi hay là để vật tư khác đè lên sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Hobigood tự hào là nhà sản xuất và phân phối tấm nhựa ốp tường hàng đầu Việt Nam, luôn cam kết tạo ra những sản phẩm nổi trội về chất lượng cũng như thẩm mỹ, đáp ứng sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng trong các công trình từ thiết kế đến các công trình xây dựng. Hobigood chỉ phân phối sản phẩm qua hệ thống kênh phân phối đại lý. Vì vậy, để đặt mua những sản phẩm chính hãng từ Hobigood, anh chị vui lòng liên hệ theo đường link phía dưới để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất nhé!